Đây là tình huống nhảy bi thực sự đã đưa bia Việt Nam ra với đấu trường thế giới. Bởi nếu như rơi vào một thế bi khó như thế này, không nhiều tay cơ đẳng cấp dám giơ tay khẳng định rằng mình có thể thực hiện một tình huống nhảy cóc chuẩn chỉ để đưa bi cái chạm trúng bi mục tiêu số 1. Bi cái có thể chạm má bi số 6 nếu như cú đánh không đúng kỹ thuật và dẫn đến một tình huống phạm quy khiến cho đối thủ có thời cơ chiến thắng toàn bộ ván đấu. Nhưng Dương Quốc Hoàng, tay cơ người Việt Nam đã dũng cảm thực hiện cú nhảy bi định mệnh. Ngồi hẳn lên thành bàn, anh cẩn thận tì tay, mắt nhìn kỹ con bi số 1 và thực hiện cú nhảy chuẩn xác. Không những chạm mà còn đưa bi mục tiêu màu vàng xuống lỗ 10. Và từ đó, bước ngoặt xảy ra, kéo đến một trong những trận đấu đẹp nhất trong sự nghiệp của Hoàng Sào, chiến thắng Sen Van Boning, một trong những tay cơ mạnh nhất hành tinh lúc đó. Tháng 2 năm 2023, Quốc Hoàng trải qua thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp bia của mình, khi hai lần đánh bại Sen, một biểu tượng của Bilos thế giới. Điều đó dần khẳng định khả năng của anh ở đấu trường quốc tế, điều ít cơ thủ Việt Nam làm được và giữ được. Cho đến nay, sẽ không ngoa khi nói Quốc Hoàng chính là cơ thủ xuất sắc nhất của Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu. Nhắc tới thành tích ấn tượng của Dương Quốc Hoàng, không thể không nhắc tới chức vô địch Scotland Open 2024 vừa diễn ra trong năm 2024. Giải này diễn ra tại Scotland từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, thu hút 104 tay cơ tham dự và vị trí 44 thế giới. Dương Quốc Hoàng không được đánh giá cao khi xếp trên anh có tận 29 cơ thủ khác đều thuộc hàng danh tiếng. Sau thất bại ở trận ra quân trước Cô Bình Hàn của Đài Bắc Trung Hoa, Dương Quốc Hoàng đã thắng một mạch 9 trận để lên ngôi vô địch. Trong đó, anh lội ngược dòng ở rất nhiều cuộc so tài quan trọng. Trên đường lên ngôi vô địch, Hoàng Sao liên tiếp khiến cho hàng loạt anh tài của thế giới phải ngã ngựa với những màn lội ngược dòng mãn nhãn. Anh thắng cầu thủ đẳng cấp thế giới Carlo Biado với tỷ số 8-7 ở nhánh dưới, rồi sau đó loại luôn cả số 1 thế giới Francisco Sanchez Ruiz với tỷ số 17. Vào vòng đấu loại trực tiếp, cầu thủ người Việt Nam vượt qua Tyler Steyer với tỷ số là 17, thắng Eklan Kachi với tỷ số là 15 ở tứ kết, thắng Kubinji 19 ở bán kết và thắng Oscar Dominguez 18 ở chung kết. Tất cả các trận đấu này, Hoàng Sao đều bị dẫn trước khá sâu và bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng anh đã xuất sắc để có thể giành được chức vô địch. Thế nhưng, con đường đến với Bilas của Hoàng Sao không hề giống như người thường. Nếu như các cầu thủ hiện nay đều được làm quen với Bilas từ 5 năm đến 10 tuổi, thì Hoàng Sao đã trở thành người trưởng thành mà chưa từng chạm tay vào bàn, vào bi hay vào nỉ. Không giống như hầu hết các cầu thủ khác, Dương Quốc Hoàng biết tới Bilas khi đã bước qua tuổi 20. Cụ thể, anh sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, nhưng phải đến khi vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp mới biết tới bia. Lúc này, anh được nhận vào làm sếp bi ở một số câu lạc bộ Bilas. Sau một số thăng trầm, Quốc Hoàng nhận thấy đam mê của mình tại bộ môn này. Hoàng làm công tác phục vụ ở câu lạc bộ Bilas có tên là Bilas Sào, nên sau đó trở thành Hoàng Sào. Một ngày là 12 tiếng với công việc xếp bì, phục vụ ăn uống và chạy bàn. Sau quãng thời gian ấy, anh mới luyện tập và chơi Bilas. Được một thời gian, Hoàng Sào được một chủ câu lạc bộ Bilas và vận động viên chuyên nghiệp là Lưu Minh Phúc hướng dẫn, tạo điều kiện cho Hoàng tập luyện và tham dự các giải đấu Bilas mở rộng ở nước ngoài. Chỉ lúc ngủ ra thì tôi tập luyện. Ngày tôi chỉ ngủ 6 tiếng, rồi đi làm và tập luyện. Mãi cho đến năm 2011, tôi tham dự giải vô địch quốc gia và vào được vòng 2. Kể từ đó, tôi được vào đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh và nhận lương thi đấu chuyên nghiệp, Hoàng Sao cho biết. Dù vậy, mọi thứ không hề đến nhanh chóng với cơ thủ số 1 Việt Nam. Quốc Hoàng lập gia đình vào năm 2015. Khi ấy, sự vững chắc về tài chính chưa tới với cơ thủ quê Quảng Ninh. Anh vẫn còn ở nhà thuê, phải đi làm thêm công tác quản lý câu lạc bộ để kiếm thêm thu nhập, bên cạnh lương thưởng của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cơ thủ chưa có nhiều thành công và mỗi lần thi đấu đều phải bù lỗ. Gánh nặng tài chính càng nặng hơn khi anh và vợ có thêm những đứa con. Ở khía cạnh chuyên môn, Dương Quốc Hoàng bắt đầu gặt hái thành tích môn pool vào năm 2014 khi vô địch vòng 1 giải quốc gia. Sau đó, anh mới có thể vô địch đại hội thể thao toàn quốc, đồng thời giành huy chương đồng quốc gia. Năm 2016, Hoàng giành huy chương bạc nội dung 10 bi giải vô địch quốc gia và năm 2017 giành tấm huy chương vàng nội dung 9 bi. Nhờ tấm huy chương vàng này mà Quốc Hoàng được gọi vào đội tuyển Bilas quốc gia năm 2017 đi dự SEA Games. Lúc này, Hoàng Sao bỏ việc làm quản lý một câu lạc bộ Bilas, chấp nhận bỏ một phần lớn thu nhập của mình để cống hiến cho đội tuyển quốc gia và tập trung phát triển kỹ năng. Tại SEA Games 2017, Hoàng đánh bại hàng loạt cơ thủ xuất sắc, trong đó có cả Johan Chua của Philippines, Aloysius Yap của Singapore để vào chung kết. Cuối cùng, anh đã để thua trước Carlo Biado và giành tấm huy chương bạc. Ở thời điểm ban đầu, tôi gần như không làm được gì cả. Thu nhập chính chỉ đến từ lương của đội tuyển. Điều đó khiến cho tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Đi thuê nhà, chi cho gia đình, con cái vô cùng khó khăn. Dương Quốc Hoàng chia sẻ trong những ngày đầu tiên theo đuổi chuyên nghiệp. Nhưng tôi quyết tâm, vì đời người chỉ sống một lần mà thôi. Tôi đã quyết định theo đuổi con đường chuyên nghiệp từ đó.
Kể từ tấm huy chương bạc SEA Games 2017, Dương Quốc Hoàng quyết định chuyển hẳn sang con đường chuyên nghiệp. Anh gặt hái thành công nhanh chóng và sau quyết định ấy, cầu thủ sinh năm 1987 đã liên tiếp vô địch quốc gia ở nội dung 10B trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2019 tới năm 2021 và trở thành cầu thủ số 1 Việt Nam, chỉ chịu sự cạnh tranh của Đỗ Thế Kiệt. Sự nghiệp cầu thủ Vilas cũng dần giúp cho Hoàng Sao có thể trở nên dư giả hơn. Những bản hợp đồng quảng cáo, tài trợ trong và ngoài ngành Vilas dần tới với cầu thủ quê Quảng Ninh, nhưng anh không chỉ có vậy. Sau này, Hoàng Sao cũng không hoàn toàn phụ thuộc chuyện tiền bạc vào trong con đường sự nghiệp. Anh bắt đầu kinh doanh nhiều hơn, trong đó có việc mở câu lạc bộ bia. Tôi kinh doanh là để trang trải cho việc thi đấu. Ước mơ của tôi là có một câu lạc bộ mang tên mình. Đó là đòn bẩy cho tôi và các bạn trẻ. Trước tiên, tôi chơi cho bản thân mình, sau đó tôi muốn giúp các cầu thủ trẻ có chỗ để vui chơi và tập luyện. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều có thể tìm được sự vui vẻ và thậm chí làm giàu được nhờ Vilas, anh chia sẻ. Tới lúc này, có thể nói Dương Quốc Hoàng là cầu thủ thành công nhất Việt Nam trên mọi phương diện. Anh là một trong số những vận động viên có thành tích tốt nhất, đặc biệt là trên đấu trường quốc tế. Ở một số giải đấu của châu Mỹ và châu Âu, Quốc Hoàng là niềm tự hào của Vilas Việt Nam, luôn được mời tham dự với những ưu đãi tốt nhất. Ở khía cạnh kinh doanh và nhận được tài trợ, Hoàng Sao cũng là cầu thủ nhận được sự quan tâm và yêu mến lớn nhất, giúp anh có thêm thu nhập để tiếp tục theo đuổi đam mê.